Ok, hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với vòng loại World Cup 2021 giả lập. Thì ngày hôm nay thì cùng chúng ta xem cái đội UAE, đối thủ sắp tới của Việt Nam mình, đá giao hữu với lại đội tuyển Ý. Xem dò cẳng các cầu thủ UAE như thế nào. Đây là cái ông kẹ lớn của châu Á, Dybala. Wow, chưa gì đã uy hiếp khung thành của đội tuyển Ý rồi. Lewandowski, thủ môn vừa phát bóng lên. Nguy hiểm quá. Sano, Chalin. Wow, đội tuyển Ý đã phản công rồi. Không được rồi. Hay lắm. Đội UAE đang giữ bóng. Nhanh nào. Chậm quá, không có một cái cầu thủ nào chạy lên cả. Tuyến 2. Ôi, tuyến 2 đâu rồi? Ôi, không được rồi. Quá nguy hiểm thôi các bạn. Một đường chọc khe rất là tinh tế của đội tuyển Ý. Và người lập công cuối cùng là Mobile. Nhưng rất tiếc là cái banh đã đi trúng vào tay của thủ môn đội tuyển câu lạc bộ UAE. Ôi, không xong rồi. Như vậy là đội tuyển Ý đã có một trái đầu tiên ở phút thứ 14 do công của Pellegrini. Ôi cha, anh chàng này đang ăn mừng với một cái kiểu rất là đặc trưng. Từ một đường truyền ở tuyến giữa bọc qua cánh trái và Pellegrini đã dứt điểm thành bàn. Và mình cũng hy vọng là trận thua lần này cũng giống như là cái trận sắp tới giữa Việt Nam và UAE. Việt Nam sẽ sút tung lưới đội UAE. Ok. Cầm cái đó lâu quá rồi, giờ bắt đầu lại nào. Pellegrini đã là người phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ 14. Ôi dạ, có màn bình luận của bình luận viên người Nhật nữa. Ôi. Và đội tuyển câu lạc bộ của đội tuyển UAE thì đang cầm bóng 54%. Ý là hơn 60%. Quá là bế tắc. Quyệt dị rồi. Quyệt dị một cách thô thiển. Và trọng tài đã xác định đúng trong cái tình huống này. Lewandowski, Ronald Murama là thủ môn đội tuyển Ý đang sút bóng lên. Ê, nhanh nào. Ui cha, quá là bén. Ôi, không được. Rất tiếc là đường chuyền đã không tới được cái đầu của cầu thủ tiền đạo của đội Ý. Đúng rồi, hay lắm, tuyệt vời. Chuyện lên nào, sút đánh đầu. Một cú vô lê rất là điệu nghệ nhưng rất tiếc là quá yếu, không có đủ lực. Và người kết thúc cuối cùng là Lewandowski. Ê, bậy quá. Hay lắm. Bấm bóng nào. Đúng rồi. Cái nữa. Chuyền sút. Wow, thật là đáng tiếc. Lần này là Castellina, cầu thủ của câu lạc bộ UAE, câu lạc bộ của nước UAE.
số điệp nè. Mặc dù đã bị dẫn trước một trái nhưng các cầu thủ đến từ UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập vẫn không chút lo sợ và vẫn kiên trì tạo những cái đợt phản công. Chuyền leo, bóng đánh đầu, ôi không được, chậm một nhịp rồi. Tỷ số đang giờ ở phút thứ 36 rồi. Và dần cuối hiệp 1 rồi. Và hiện giờ là 1-0 nghiêng về đội tuyển Ý. Quá nhanh thôi các bạn. Một mình đi solo luôn. Nhưng rất tiếc không được. Còn nhớ lại cái trận cách đây 4 ngày mình chơi thì lỗi của thủ môn. Có vẻ như mình phải dẫn bóng vào sâu hơn tí nữa. Đúng rồi. Hettis đã truyền bóng cho Lewandowski nhưng mà rất tiếc anh ta đã để mất bóng rồi. Bây giờ là Rosinho, Barella, Chiesa, nguy hiểm quá. Một pha bắt hụt bóng của đội tuyển UAE. Vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc rồi. Sarah Pali Dubai, đây là một cái câu lạc bộ của UAE chứ không phải là nước UAE nha. Và đây là thống kê của hiệp 1. Thì đội tuyển Sarah Ali Dubai thì cầm bóng 48%, Ý là 52%. Thống kê thì lưu nghiêng về đội Ý. Và ở hiệp 2 này chúng ta sẽ cố gắng để lật ngược thế cờ nè. Ok, bây giờ là màn giao bóng trước của đội tuyển Italy. Bolucci, Barella, Chiesa. Quasi, nguy hiểm quá vậy. Không được rồi. Đội tuyển Ý đi bóng cứ như trốn không người ấy. Vừa rồi là hình như một pha phạm lỗi của đội câu lạc bộ UAE. Ôi trời ơi, nguyên một cái miếng mũi dài đạp lên người. Ok, bây giờ là Rosinho đang đứng trước bóng. Sút nhưng rất tiếc là đã chạm khung thành, chạm bậc tường. Nguy hiểm quá. Hàng rào trắng của câu lạc bộ UAE đã cản được thành công quả sút phạt từ chấm ngoài vùng cấm. Nhanh nào, các cầu ý tổ chức phản công chậm quá. Nguy hiểm quá. Vừa rồi là pha đánh đầu của ai vậy? Không có một cái thống kê cụ thể. Số 17 của đội bạn. Câu lạc bộ UAE có vẻ còn quá non. Solo nào.
Ôi trời ơi, chuyền cũng hỏng nữa. Vừa rồi là pha chuyền hỏng của Castellin. Bây giờ là Chelsea đang đội tuyển Ý đang cầm bóng. Ồ, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Ui. Rất tiếc là đội bóng đã đi hết đường biên rồi. Hay quá, tuyệt vời. Pha cắt bóng của Loggia. Câu lạc bộ UE. Bây giờ là Castellin. Ôi, mất bóng nguy hiểm quá. Tuyệt vời. Ôi, cái banh đã đi ngược lên trên nhưng rất tiếc là không có cầu thủ câu lạc bộ E nào đón được. Bây giờ là màn phản công. Ô, không được. Trong vòng cấm rất là nguy hiểm. Hay lắm. Đề ba. Chậm quá. Chuyền vào. Đánh đầu nào. Ôi giời ơi. Số 10 của đội câu lạc bộ UE đã bắt một quả vô lê nhưng mà rất tiếc là không đủ lực và cũng không đủ độ chính xác để đưa trái banh vào vòng 16m50. Và bây giờ là màn phát bóng lên của đội Italy. Bonucci, Barella, Chiesa. Phía cánh phải của đội Italy có cầu thủ Chiesa rất là lợi hại. Một mình có thể dẫn banh đi qua hai ba cầu thủ. Ôi cha, đấy, anh ta cứ kỹ thuật quá điêu luyện. Lewandowski. Ôi, mất bóng nguy hiểm quá. Ôi giời ơi. Các cầu thủ câu lạc bộ E đá cứ như là chân gỗ ấy, rất là nghiệp dư và thiếu một cái độ tinh tế. Hay quá, tuyệt vời. Không được, hậu vệ đội bạn quá đông, hầu như mọi người đã co cụm về phòng thủ rồi. Hay quá, ôi, được rồi. Insane. Hattis. Zora. Có vẻ như mình phải cần có sự thay đổi người trong cái khâu chiến thuật. Hay lắm. Một pha đi người qua hai cầu thủ. Ê, phạm lỗi chưa? Sút vào. Tuyệt vời. Như vậy là đội tuyển UE đã có bàn quân bình tỷ số trước đội Italy hùng mạnh. Bàn thắng do công của cầu thủ Lewandowski. Và đây cũng là điểm cảnh báo cho đội tuyển Việt Nam sắp tới. Các cầu thủ của chúng ta, của các cầu thủ sao vàng của chúng ta, hãy tập trung hết sức cẩn thận và
20% công lực để đối đầu với đội bóng Tây Á để giành tấm vé đi tiếp trong cái vòng loại World Cup 2022 này. Ok rồi. Bây giờ đội câu lạc bộ Hoa đã có tinh thần và đang phấn chấn. Ôi trời ơi, 2-0 rồi. 2-0 rồi các bạn ơi. Hoa đã lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Và lại là do công của ai đây? Số 9 Lewandowski. Siêu tiền đạo. Từ trung lộ đã truyền qua cánh phải và đi qua hai nhịp. Và Lewandowski đã sút chéo góc vào phía xa khung thành bên trái. Hạ gục thủ môn đối phương và đưa bóng vào lưới. Bàn thắng tuyệt đẹp. Wow, đây là màn ăn mừng cầu thủ có chiều cao hơn 1m8 này với thể lực dồi dào. Và bây giờ là đội Ý đã có màn thay đổi người đầu tiên. Các bình luận viên người Nhật đang rất là hào hức. Và đây rồi, lại một trái nữa sao? Ôi, không được. Hay quá. Bitoko chuyền cho Lewandowski. Một mình đột phá được không? Chuyền vào đây. Ôi, quá chậm. Tốc độ của anh chàng cao 1m8 này đã không thể vượt qua được dù một mình đối mặt với thủ môn. Và bây giờ là trận đấu đã bước vào phút thứ 92 rồi của hiệp 2 các bạn ạ. Và nó đã sắp kết thúc. Và bây giờ có thể đây là màn phản công cuối cùng của đội câu lạc bộ UAE. Vâng thưa các bạn. Ôi, sút đi. Không được. Và có thể đây là phút cuối hiệp 2 rồi. Vâng đúng vậy. Như vậy là kết thúc hiệp này. Trận đấu này thì Sabah Al Lahi Dubai, câu lạc bộ của đội tuyển quốc gia UAE, đã hạ gục đội Italia với tỷ số 2-1. Và đây là màn gọi dòng ngoạn mục. Mở đầu hiệp 1 thì đội tuyển Ý đã có màn mở tỷ số trước. Nhưng đội tuyển câu lạc bộ UAE đã vượt lên dẫn cân bằng tỷ số và vượt lên dẫn 2-1. Và mời các bạn xem lại pha quay chậm của những tình huống đột biến trong cái trận đấu kịch tính giao hữu giữa đội câu lạc bộ UAE và Italia. Pellegrini đang chuyền bóng ra bên trái và sút tung lưới của thủ môn đội câu lạc bộ UAE. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và đây là màn ăn mừng của Pellegrini. Rất là đẳng cấp. Rất là đẳng cấp các bạn ạ. Và đây là Lewandowski, cầu thủ ghi bàn cân bằng tỷ số ở hiệp 2 cho đội câu lạc bộ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Kasledine đã truyền lên cho, nhưng mà rất tiếc là trái bóng đã không đủ lực để hạ gục thủ môn đội tuyển Italia. Và đây là màn xuất phạt của đội tuyển Ý, nhưng rất tiếc đã đập vào khung thành của câu lạc bộ đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Immobile cảm thấy tiếc nuối vì cái pha đá bóng bật tường. Và đây là màn solo. Wow. Cú móc pule rất là điệu nghệ, nhưng trái bóng đã không có đi đúng vào vị trí khung thành. Immobile, thủ môn đội tuyển Italy rất là xuất sắc.
Paralela. Barella. Và đây là màn solo tuyệt vời của Lewandowski, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này, và đã quân bình và nâng cách biệt lên 2-1 cho đội tuyển câu lạc bộ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Dubai UAE. Cú đá chéo góc xa vào phía dưới của cầu môn bên trái đã hạ gục thủ môn đội tuyển Italia, rất là tuyệt vời. Đội tuyển các câu lạc bộ UAE rất là mạnh, và đây là cái màn trình diễn đẳng cấp ở trận đấu này. Và đây là những cái màn trình diễn ở phút cuối hiệp 2. Vâng thưa các bạn, và thống kê cho cái trận đấu giao hữu giữa đội tuyển các câu lạc bộ Ả Rập Thống Nhất Sabah Ali Dubai và đội tuyển Italia đến đây là kết thúc, với trận thắng nghiêng về Sabah Ali Dubai, câu lạc bộ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và trận đấu đến đây là khép lại. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành theo dõi cùng mình, và đừng quên để lại một like, một share, một comment, và nhớ đăng ký kênh nếu thêm thấy hay, thú vị, và đóng góp ý kiến đồng hành cùng mình để ra những cái video và theo dõi những cái trận đấu kịch tính và hấp dẫn hơn nha các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại.